Đây là đoạn phim được camera hành trình ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội. Trong đoạn phim, một tài xế xe công nghệ đã bị các hành khách trên xe chửi bới bằng lời lẽ thô tục, hăm dọa. Đỉnh điểm, nhóm người này còn dùng vũ lực với tài xế. Ngày 21 tháng 6 năm 2024, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đang xác minh mời những người liên quan trong vụ một nam tài xế bị hành hung xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào lúc 21 giờ 30 tối 20 tháng 6 trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân cho hay, vào thời điểm này, anh nhận được thông báo đặt xe đi từ đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh về đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp. Khi đến nơi, nam tài xế chờ khoảng 3 phút thì có người phụ nữ trong quán nhậu đi ra ngồi ghế cạnh tài xế. Trong khi đó, hai khách nam đi cùng khoảng 8 phút mới từ quán bước ra. Do chờ khách quá lâu nên anh này bấm hủy cốt xe. Nạn nhân cho rằng theo quy định công ty, tài xế chờ khách trong 5 phút. Quá thời gian này, tài xế được phép hủy cốt xe nên anh đã hủy và xin khách thông cảm. Tuy nhiên, hai hành khách nam đã ngay lập tức tấn công anh. Vậy sao? Thông cảm à? Liên quan vụ việc, Công an quận Bình Thạnh đã nắm được thông tin và đang điều tra làm rõ vụ việc. Ngày 20 tháng 6 năm 2024, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông đang có gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Tại huyện đảo Phú Quý có gió mạnh cấp 6, sóng biển cao 2 mét. Theo chuyên gia khí tượng, áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông vào khoảng ngày 23-24 tháng 6, khả năng cao sẽ đi vào miền Bắc. Và theo cái đánh giá của chúng tôi thì khoảng ngày 23 đến ngày 24 thì trên cái rãnh thấp này có khả năng hình thành cái vùng áp thấp. Và vùng áp thấp này có cái xác suất mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ấy, nó khoảng từ 65 đến 75%. Và với cái diễn biến của cái quy luật khí hậu trong cái đoạn này thì cái vùng áp thấp mà khi mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới thì nó sẽ dịch chuyển vào, có hai cái hướng dịch chuyển, tức là có khả năng đi vào đất liền của Trung Quốc hoặc là cũng có khả năng đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ và khả năng ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, khả năng áp thấp nhiệt đới này mạnh lên thành bão sẽ không cao, với xác suất khoảng 20 đến 30%. Hiện tại khu vực phía Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đang có gió Tây Nam mạnh và xu hướng trong thời gian tới, gió mùa Tây Nam ở khu vực phía Nam tiếp tục mạnh lên, gây ra tình trạng thời tiết xấu ở khu vực phía Nam Biển Đông. Khu vực Bình Thuận đến Cà Mau sóng biển cao 2 đến 3 mét và mưa dông nhiều. Ngoài ra, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới thì nó sẽ gây ra tình trạng thời tiết xấu ở phía Bắc và giữa Biển Đông trong thời gian tới. Trong khi đó, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới hình thành trong thời điểm này chủ yếu tác động đến Bắc Bộ. Và cái khả năng mà hình thành áp thấp nhiệt đới trong khoảng từ đầu tuần tới, và qua cái dấu hiệu mà chúng tôi nhận thấy như thế thì chúng tôi cũng đã có cái thông tin ban đầu gửi văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng thiên tai và các cơ quan thông tin báo chí. Quay lại với cơn dấu động của thành áp thấp nhiệt đới bão thì dự báo từ xa là có khả năng, trước mắt là chỉ có khả năng hình thành trên Biển Đông. Còn cái hướng thì trong cái mùa này thì chủ yếu tác động chủ yếu khu vực Bắc Bộ, phần lớn là khoảng 80% là hình thành những cái cơn áp thấp bão trong cái thời điểm giai đoạn này, thì chủ yếu tập ảnh hưởng đi vào, nếu có sẽ đi vào chủ yếu đi vào Bắc Bộ. Theo ông Mai Văn Khiêm, cũng không ngoại trừ bão áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Trung Bộ. Tuy nhiên, khi cơn bão áp thấp nhiệt đới này hình thành, cơ quan khí tượng mới có những dự báo cụ thể về đường đi quỹ đạo của nó. Thưa quý vị, sáng 21 tháng 6 năm 2024, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước va chạm ngày 17 tháng 6 giữa tàu Trung Quốc và tàu tiếp tế của Philippines ở Bãi Cỏ Mây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam theo dõi chặt chẽ và quan ngại sâu sắc trước những thông tin về vụ việc này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Việt Nam đề nghị các bên liên quan kiềm chế tối đa, hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của quốc gia ven biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, tức DOC, đồng thời tôn trọng và tuân thủ các quy định quốc tế về an toàn hàng hải, hàng không, phòng chống đâm va trên biển, giải quyết các tranh chấp khác biệt bằng các biện pháp hòa bình, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực. Trước đó, trong vụ việc ngày 17 tháng 6, phía Philippines tố lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã cố ý đâm tốc độ cao vào tàu Philippines đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế gần khu vực Bãi Cỏ Mây.
Sáng ngày 20 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ được tổ chức như giai đoạn 2020-2023. Theo đó, các hội đồng thi tổ chức coi thi trong các ngày 26, 27, 28 và 29 tháng 6 năm 2024, chấm thi từ ngày 29 tháng 6 năm 2024. Thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào 8 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2024. Vào ngày 19 tháng 7 năm 2024, các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhận định kỳ thi trung học phổ thông luôn là hoạt động quan trọng, phức tạp, nhạy cảm vì diễn ra trên quy mô toàn quốc với số lượng lớn thí sinh tham gia. Bên cạnh đó, kỳ thi cũng huy động rất đông lực lượng liên quan tham gia làm nhiệm vụ. Theo ông Phạm Ngọc Thưởng, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban chỉ đạo cấp quốc gia đã kiểm tra công tác chuẩn bị thi từ ngày 8 đến ngày 18 tháng 6 tại 12 địa phương. Đối với công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, ông Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh có 4 vấn đề quan trọng cần chú ý. 1 là tuyệt đối an toàn, ông Thưởng yêu cầu các lực lượng có liên quan phải đảm bảo an toàn về bảo quản, in ấn, vận chuyển đề thi, bài thi, an toàn về vệ sinh thực phẩm, an toàn về phòng chống cháy nổ, an toàn về điện nước, an toàn giao thông. 2 là xử lý kịp thời những vấn đề tình huống phát sinh bất thường. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức với quy mô lớn, phức tạp, hàng triệu thí sinh dự thi, hàng trăm nghìn cán bộ tham gia vào công tác thi, nên không thể tránh khỏi những sơ suất tình huống bất thường như thiên tai lũ lụt, điện, nước. Trong trường hợp này, ông Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu các địa phương phải có phương án dự phòng, có tiên lượng trước, thậm chí có những phương án dự phòng cho cả điểm thi, phòng thi nếu có nguy cơ cao chịu tác động của biến đổi thời tiết. Thứ ba là tuyệt đối không để thí sinh mang điện thoại, thiết bị vào phòng thi. Thứ tư, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các điểm thi phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh cả trước và trong kỳ thi, đặc biệt là tại những vùng khó khăn, những nơi cách trở về giao thông phương tiện. Đồng thời lên phương án phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội, phụ huynh hỗ trợ. Đối với những địa điểm xa có nguy cơ chịu ảnh hưởng của mưa bão thì phải tạo điều kiện cho các thí sinh về điểm thi trước. Theo thống kê của Cục Quản lý Chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hơn 1.071.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 45.000 thí sinh so với kỳ thi năm 2023. Năm nay cũng là năm cuối cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, nên số thí sinh tự do cũng tăng cao. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có 66.927 thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ, chiếm 6,25% tổng số thí sinh, trong đó Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng lớn nhất.